Ôi, mình chào mọi người. Hôm nay mình độ lại chiếc xe đạp mà mình chế thành xe bốn bánh nha, xe mà lần trước mình độ bằng cái này bằng cái sườn xe xe đạp nó yếu quá. Hôm nay mình chơi hàng sắt sườn sườn xe máy luôn. Đó. Nhưng mà lần này mình có thiết kế cái giò đạp đây nè. Đang lấy để hàng vô. Đó, kéo xích nè. Đó, mình mới làm phần 1 thôi nha. Xe này khá là chắc. Đó, chơi hai cái phục xe máy này. Đó. Lần này mình có chế được cái thắng đùm nè. Cái này là thắng thắng chế nha. Mình lấy cái đùm 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 của xe xe máy xe rim nè. Mình chế vô cái bánh tay ga nè. Thắng khá là chắc. Mình mốt mình sẽ anh em nào có comment đó, mình chỉ cho từng phần cho anh em coi nha. Thôi, chào mọi người.